Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bây giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, Chúa Giêsu vừa kể cho chúng ta nghe dụ ngôn những người đầy tớ trung thành. Có 3 người đầy tớ được ông chủ trao cho những yến bạc khác nhau, tùy theo khả năng riêng của mỗi người mà ông chủ đã thấy và biết về mỗi đầy tớ. Tuy nhiên, sự trao gửi này khác với việc trao tặng một món quà hay một tài sản. Sự trao gửi này đòi hỏi có sự phát sinh lợi nhuận. Khi trao tài sản cho mỗi đầy tớ, dù là ít hay nhiều, ông chủ cũng muốn gửi gắm vào đó một sự tin tưởng rằng những ai đã được trao sẽ biết cách sinh lợi từ những yến bạc đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu với nhau rằng sự sinh lợi mà ông chủ kỳ vọng không chỉ đơn thuần là về mặt vật chất tiền của, nhưng có lẽ ông chủ mong muốn thấy được một sự lớn lên, một sự trưởng thành, sinh hoa lợi trong tương quan, trong thái độ, trong sự tin tưởng mà ông trao cho các đầy tớ. Ngang qua tài sản nhỏ được trao, ông muốn thấy đầy tớ thể hiện ra sự trung thành, lòng trung thành của họ đối với ông. Ông chủ đã nói với 2 người đầy tớ đầu tiên là 2 người đã được trao 5 yến và 2 yến bạc. Ông nói rằng: anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Chúng ta thấy lời khen của ông chủ bao gồm 2 yếu tố: tài giỏi và trung thành. Và ông tiếp tục nhấn mạnh đến sự trung thành ngay sau đó.
Tài giỏi để sinh hoa lợi là yếu tố đầu tiên được nhắc đến. Nhưng yếu tố thứ hai, sự trung thành thì quan trọng hơn. Ông chủ mong muốn nhìn thấy sự trung thành của người đầy tớ trong từng hành động nhỏ. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này, Ngài không chỉ dừng lại ở hình ảnh ông chủ, nhưng Ngài muốn nói với chúng ta, muốn dẫn chúng ta đi xa hơn để thấy rằng Thiên Chúa như là ông chủ vậy. Thiên Chúa trao cho từng người chúng ta những nén bạc, là những tài năng, những khả năng riêng của mỗi người. Thiên Chúa không chỉ mong nhìn thấy chúng ta sử dụng những tài năng và khả năng riêng ấy để phát triển bản thân, sinh hoa lợi cho chính cuộc sống cá nhân, cộng đoàn và xã hội. Thiên Chúa còn mong muốn tìm thấy nơi chúng ta một sự chân thành, trung tín, trung thành ngang qua những giá trị được ban cho chúng ta. Liệu rằng chúng ta có nhận ra rằng sự trung thành, trung tín với Thiên Chúa được thể hiện ngang qua việc chúng ta dùng những khả năng và tài năng thiên phú để sinh hoa lợi tốt đẹp không? Đôi khi trong đời sống, thay vì chọn lựa và phát triển bản thân theo một hướng tốt, chúng ta lại sử dụng sai trái những ân huệ Chúa ban để làm những điều trái lương tâm, những chọn lựa nghịch lại với sự thật và sự sống. Thế nên sứ điệp đầu tiên mà Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chính là sự rà soát lại trong từng lời nói, hành vi ứng xử và chọn lựa của mình. Xem chúng ta có trung thành với Thiên Chúa ngang qua những chọn lựa đúng đắn và tốt đẹp không? Chọn lựa của chúng ta có sinh lợi cho bản thân, gia đình và xã hội không? Và tất nhiên câu hỏi này sẽ liên hệ tới việc chúng ta đã đầu tư thế nào cho cuộc sống này. Chắc chắn sự đầu tư này không đơn thuần như việc đầu tư chứng khoán, đầu tư địa ốc hay bất cứ ngành nghề kinh doanh nào. Nhưng là sự đầu tư để cho cá nhân mỗi người được lớn lên trong các mối tương quan nhân bản và vị tha giữa người với người. Victor Hugo, một nhà thơ, một nhà viết kịch, một nhà văn lãng mạn của Pháp thế kỷ thứ 19. Ông nói rất chí lý rằng, trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được, con tim giàu có nhờ cái nó cho đi. Sự giàu có mà Thiên Chúa mong muốn bao hàm cả trí tuệ lẫn con tim. Một người giàu trí tuệ mà thiếu trái tim biết xót thương và rung cảm thì khác nào một con robot được lập trình và cài cắm mỗi ngày nhiều phần mềm khác nhau mà thôi. Sự giàu có mà Chúa mong thấy nơi con người chính là sự giàu có của tình người và tình Chúa. Tình Chúa cách nào đó cũng lớn mạnh ngang qua những hành động đầy tình người. Và tình người chỉ sinh hoa trái khi con tim giàu có nhờ cái nó cho đi. Cho đi là hành động của tình người và tình Chúa. Chúa cho con người trọn vẹn bản thân Ngài, và điều Thiên Chúa muốn chính là con người cũng biết đầu tư bằng cách cho đi hơn là thu vén cho bản thân. Xin cho mỗi người chúng ta học và thực hành sứ điệp Tin Mừng này trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Amen.